Hi, xin chào các bạn. Hôm nay là vào cuối tháng 10, là mùa thu của bên Cara nhà mình. Thông thường thì cuối tháng 10 này thì những cái lá phong của bên Cara nhà mình nó bị rụng hết rồi các bạn. Nhưng năm nay nó không có mưa và nó cũng không có gió nhiều, nên hầu như là cuối tháng 10 mà những cái cây lá phong hãy còn nguyên vẹn, của màu sắc hãy còn nguyên vẹn lá đấy các bạn. Thì cứ mỗi năm vào mùa thu bên Cara nhà mình ấy, thì cái cây phong này nó chuyển đổi đủ màu sắc tùy từng loại giống. Có những loại giống thì như các bạn, mình đang quay cho các bạn xem này, rất chi là đẹp. Đây là đổi sang một cái màu hồng đẹp vô cùng. Còn có những cái cây như cái cây này thì màu xanh, nó lại đổi sang màu màu vàng, nhưng không đẹp như thông thường. Thì mình thấy là đổi sang màu đỏ này là đẹp nhất. Màu đỏ là đẹp nhất các bạn. Thì các bạn nhìn này, đây là cái con đường này, là cái con đường ở nhà, ở khu mình ở như các bạn. Thì những cái cây này ấy, là chính phủ trồng thì nó là may mắn thôi. Nếu như mà gia đình nào trước cửa nhà mà được cái khi mà người ta trồng ấy, thì người ta cũng không biết là cái giống đó là nó là màu gì, và người ta cứ trồng thôi. Thì ai may mắn thì có những người thì khi mà mùa hè ấy, thì những cái cây này nó lại màu xanh, lá nó màu xanh, và khi đến mùa thu thì nó lại đổi sang màu đỏ rất chi là đẹp như các bạn. Màu hồng đầu tiên thì nó là màu màu đỏ, xong vì sau nó lại chuyển sang màu hồng rất chi là đẹp. Còn nếu như ai mà không may mắn thì được những cái cây lá như thế này này. Đây, cây này nó còn nhỏ bởi vì cây này hồi xưa nó bị chết rồi, người ta trồng lại. Thì cái cây này thì nó lại màu xanh và đổi sang màu vàng, thì cái màu vàng này nó không được đẹp. Nhưng còn nếu như mà nhà nào mà may mắn ấy, thì được cái giống mà nó đổi sang màu đỏ là đẹp vô cùng luôn. Đây là một con đường mà ở chỉ nhà mình thôi, mà các bạn nhìn thấy con đường một cái màu cây nó đổi màu đỏ rất chi là đẹp. Còn mọi năm thì mình có đi lên trên hướng lót, thì nó là gần bờ hồ ấy, thì nó là cả một cái vạc rừng cây ấy, thì nó muôn màu muôn vẻ, nó đan vào nhau rất chi là nhiều màu, rất chi là đẹp. Còn đây là mình chỉ quay đây, nó chỉ là một cái con đường ở khu mình ở thôi, chứ các bạn thì các bạn nhìn thấy này, nó phong đẹp vô cùng. Và trời tiết hôm nay thì nó nắng rất chi là đẹp như các bạn. Cho các bạn ngắm này, màu lá phong này đẹp vô cùng luôn các bạn đó, đẹp lắm. Hôm nay là mình quay thì nó vào cuối tháng 10 nên cũng bị đổi màu không được đẹp rồi, chứ nếu như mà mình quay trước 1-2 tuần trước thì màu nó còn đẹp hơn rất chi là nhiều như các bạn. Những cái cây này thì là thông thường là trồng ở trước cửa nhà của chính phủ trồng, nhưng mà thực tế ra mà nói thì đây là những cái cây mình phải bỏ tiền. Bởi vì khi mà các bạn đặt nhà thì mình phải trả 800 đồng cho chính phủ để người ta trồng cây ở trước cửa nhà mình. Nếu như mà những cái cây mà bị chết hay bị hỏng gì đó thì chính phủ lại phải có trách nhiệm để thay đổi những cái cây khác. Đây các bạn, cái cây lá phong này thì tuổi họ trồng đến giờ là được 17 năm rồi chứ các bạn. Thì khi mà cái lá phong mà nó chưa đổi màu ấy, thì các bạn nhìn thấy này, nó là màu xanh như thế này này các bạn này. Đó, màu xanh, xong bắt đầu là nó chuyển sang cái màu tím như thế này. Đây, nó chuyển sang màu tím. Đấy, nó chuyển sang màu tím, xong dần dần thì là nó chuyển sang tới màu đỏ, là đẹp luôn các bạn. Đẹp vô cùng luôn. Đủ các loại màu luôn. Đây là đường phố ở cây chỗ nhà mình ấy. Đấy, đằng xa xa kia thì lại xui là cái cây lá phong nó không có được đẹp lắm, bởi vì là họ trồng nó đổi đến mùa đông thì nó đổi sang màu vàng, nó không có được đẹp lắm. Nếu như mà ai ấy mà không may mắn ấy, thì khi mà họ trồng ấy thì cái cây lá phong nó màu tím, thì khi mà nó màu tím mà cái màu tím nó giống như là cái lá tía tô của mình ấy, thì đến cái khi mà mùa đông ấy, đến cái khi mà mùa thu này tới ấy, thì nó lại đổi sang cái màu rất chi là xấu. Đây, như là cái cây này này, cái cây này khi mà họ trồng ấy thì nó là màu tím nha các bạn. Thế nên bây giờ là nó đổi sang cái màu này thì các bạn, đây mình quay cho các bạn này, thì nó lại thành xấu lên. Cái này thì cũng không được lựa chọn, mà chỉ là ai may mắn thôi. Bởi vì khi người ta trồng thì người ta không biết là giống gì, người ta cứ thế là người ta trồng xuống thôi. Thì khi mà không may mắn trồng xuống thì cái cây này nó là màu tím, thì đến bây giờ nó chuyển sang cái màu này nhưng không được đẹp nha các bạn. Còn nếu như mà ai mà may mắn ấy,
thì ai mà may mắn ấy thì là người ta trồng được cái cây mà mùa đông nó đúng cái khi mà mùa thu nó chuyển sang một cái màu tím này, đẹp không các bạn, đẹp vô cùng nữa. Đây là cái con phố của nhà mình đấy các bạn, con phố của nhà mình này, đi trên hai giặt cây này toàn bộ là lá phong một cái màu rất là đẹp, thì chỉ được một con phố này thôi. Còn thỉnh thoảng thì cũng có những cái con phố thì không may mắn là người ta trồng lại cũng không phải khi mà mùa thu thì nó lại không đổi sang màu tím thì không được đẹp lắm. Đây như cái phố này, cái phố ở bên này thì nó lại là màu vàng như các bạn, thì là bây giờ là nó chuyển xuống thì màu nó màu xanh xong nó chuyển xuống màu vàng nên nó không được đẹp lắm nha các bạn. Đây đó, thì cái con phố này thì cây hãy còn nhỏ nhưng mà không được chuyển được sang màu đẹp. Thế còn nếu còn ở đây thì là những cái cây nó chuyển sang đẹp vô cùng, không đẹp đẹp luôn. Trời ở Canada nhà mình cuối tháng 10 rồi nhưng mà thời tiết rất là đẹp như các bạn, đẹp vô cùng luôn. Hôm nay nắng ấm lắm các bạn, thì không biết là ở quê nhà hay là ở các nước khác vào mùa thu thì sao, còn bên mình thì hiện tại bây giờ thời tiết rất là đẹp luôn, đẹp vô cùng luôn các bạn, đẹp lắm. Ở đằng kia thì cũng có hai cây màu tím, ở đằng phía kia thì cũng có hai cây màu tím rất là đẹp luôn các bạn. Buổi sáng ra thì lúc mình quay đây thì là nó đã hơn 9 giờ sáng rồi các bạn. Đây là cái khu nơi sinh sống mình ở, thì khu này hồi xưa ấy, mình sống thì hầu như là toàn người nước ngoài, người Canada thôi, nhưng mà bây giờ mình cái phố nhà mình duy nhất thì còn lại có một mình thôi. Gia đình nhà mình là người Á thì còn hầu như là người ta chuyển hết đi rồi, người ta những cái người mà nước Canada ở đây ấy, người ta thấy người Tàu người ta tràn đây cái là người ta chuyển. Thì hiện tại bây giờ khu này là người Tây thì còn ít nhưng mà người Tàu chuyển lên rất chi là nhiều nha các bạn. Đấy, thứ hai ông bà buổi sáng dẫn nhau đi tản bộ. Thời tiết bên Canada nhà mình cuối tháng 10 rồi nhưng mà thời tiết đẹp vô cùng, đẹp lắm các bạn. Ngày hôm nay ấm quá cơ, đẹp lắm. Nên thông thường là Canada nhà mình mà đến cái mùa thu rồi này, mình thấy là rất nhiều và những cái khách du lịch ở khách du lịch ở các cái nước khác tới đây du lịch nha các bạn, đến xem lá phong, xem lá phong nha các bạn. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Đẹp quá. Những cái phố mà và hàng xóm nhà mình đây, hai bên giặt hàng cây đổi màu rất chi là đẹp như các bạn. Nếu như mà ai mà có đến đây mà chụp hình chẳng hạn, đi giữa hàng cây mùa thu lá bay này, có lá đỏ đẹp rất chi là đẹp như các bạn. Các bạn thấy mình thấy là cực kỳ nhìn thấy lãng mạn như các bạn. Đây là một cái hàng cây, một cái hàng cây các bạn ấy. Lá mùa thu nó bay đẹp vô cùng nha các bạn. Nó hay cái là năm nay là nó không bị mưa nhiều và nó không có gió nên là lá ở trên cây là nó vẫn còn nguyên vẹn đấy các bạn, nhìn đẹp mê ly luôn ấy. Trời ơi, mình sống ở Canada này 40 năm rồi nhưng mà cứ đến mùa thu này thì mình lại rất chi là thích ngắm mùa thu. Chính vì thế mà rất nhiều người người ta ở các nước khác, ở người ta ở các nơi khác, người ta đến, người ta đi du lịch sang Canada này để người ta ngắm cái lá mùa thu để các bạn. Cái đây là ở những cái phố nhỏ của người dân sống thôi, chứ nếu mà đến cái những cái chỗ bạc mà đến những cái chỗ gần bờ hồ ấy thì cái lá mùa thu này nó muôn màu muôn vẻ luôn các bạn, rất chi là đẹp luôn. Nó nhiều màu lắm, nó không phải là một đỏ luôn, nó không phải là một màu đỏ luôn các bạn này. Các bạn nhìn thấy rất là đẹp luôn nha các bạn, đẹp vô cùng luôn ấy. Đấy, chị này, nhà chị ở đây mà chị cũng trước ở nhà chị có cây mà chị cũng còn ra đây chị chụp ấy. Đấy, các bạn thấy này, so beautiful à, oh my god, so lovely, rất là đẹp. Nên nếu như ai mà ở các nước khác mà các bạn muốn ngắm cái lá phong đổi màu mùa thu ở bên Canada thì các bạn muốn chiêm ngưỡng những cái màu sắc của lá phong mà đổi màu ấy thì các bạn hãy đến thăm Canada mình vào mùa thu này, bởi vì là mùa thu ở Canada mình lá rất chi là đẹp, đẹp vô cùng luôn các bạn, đẹp lắm này các bạn, chứ không phải đẹp vừa đâu.
mình sống ở đây lâu mà mình còn nhìn thấy mê như các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy này, không cái gì mà đẹp mà đi giữa, đi từ từ giữa hàng cây cái mùa thu đấy các bạn. Đó, mình tiếc quá không có người đi cùng với mình để quay cho mình nhé. Trời ơi, nó đẹp vô cùng luôn các bạn. Oh my god, đẹp, đẹp dã man luôn ấy. Đấy, các bạn thấy này, trên con đường này, một màu của nó chen vào, nó đủ màu sắc luôn nhé. Màu đỏ, màu vàng, màu tím, đẹp lắm nha các bạn này. Đây này, cái con đường là cái con đường mình, hàng xóm nhà mình ấy. Đây, mình đi hôm nay để mình quay cho các bạn xem mùa thu này. Đẹp vô cùng luôn các bạn. Nhưng nó nhìn nó không khác như là một bức tranh nha các bạn. Giống như một bức tranh luôn ấy. Mình quay vào video thì không biết là có đẹp hay không, nhưng mà nhìn thực tế bên ngoài đẹp, đẹp lắm các bạn. Đẹp vô cùng luôn ấy. Trời ơi, nó đẹp mê ly luôn. Không có gì mà để mà nói nữa các bạn. Đó. Thời tiết lắng thì đẹp, mà yên bình. Cuộc sống ở đây thì Canada mình thì là một cuộc sống rất trên là yên bình. Thời tiết đẹp vô cùng luôn các bạn. Các bạn cho các bạn chiêm ngưỡng ngắm cái cây này, đẹp quá trời luôn. Quá là mê ly luôn các bạn. Buổi sáng ở Canada mình rất chi là đẹp về mùa thu nha các bạn. Lá cây đổi màu đẹp vô cùng luôn các bạn. Đây là con đường ở trên phố nhà mình đây các bạn. Đẹp vô cùng vào buổi sáng. Ở bên mình hôm nay nó có nắng, đẹp lắm các bạn. Trời tiết cuối tháng 10 mà cảm tưởng như mùa hè luôn các bạn. Thật là may mắn năm nay Canada mình cuối tháng 10 rồi còn rất chi là đẹp. Thông thường ấy thì tầm này ấy là những năm trước là đã rất chi là lạnh, và nhiều khi lại còn có tuyết nữa. Nhưng mà năm nay này vô cùng là may mắn luôn. Lá thì vẫn còn đẹp ở trên cây, chưa hề rụng. Thời tiết thì đẹp vô cùng nha các bạn. Nên mình rất yêu thích mùa hè ở Canada. Nếu như ai mà đi du lịch mà thích ngắm lá phong thì các bạn nên đến Canada vào mùa thu, được chiêm ngưỡng tất cả những cái màu lá, đủ màu sắc luôn các bạn. Đây là con phố nhà mình thì nó là màu đỏ thôi, chứ còn nếu như các bạn mà đi ra những cái ven hồ, ven lake ấy, thì các bạn nhìn thấy nó như là một cái bức tranh luôn, đủ các màu xen lẫn vào nhau, đẹp vô cùng luôn các bạn. Cái con đường này, con đường trên nhà mình, nên hôm nay mình quay cái video này mùa thu để mình giới thiệu đến các bạn, để các bạn thông qua cái video ngắn của mình các bạn tìm hiểu thêm mùa thu ở Canada và được xem cái màu lá phong của Canada mình. Cảm ơn các bạn luôn luôn ủng hộ đời tám. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp.